sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu, vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai. Em không vui nhưng có giả vờ rằng em không yêu anh, nhưng có ai ngờ một ngày ngồi nơi đây nhìn vào anh cho em nói hết lòng này. Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước thì em đã đứng trước một bước ghét. Con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dài khờ. Dù có khi giả vờ không yêu nhưng đau lòng. Hôm nay em sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu, vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai. Em không vui nhưng cố ra vờ rằng em không yêu anh, nhưng có ai ngờ một ngày ngồi nơi đây nhìn vào anh cho em nói hết lòng này. Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như gặp nhau khi chưa thì em đã đánh trước một bước ghét. Con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dại khờ. Dù có khi giả vờ không yêu. Giá như em chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như nhau khi trước thì anh đã đến trước một bước ghét. Con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dài khờ. Dù có khi